cũng như ông Bị Ân Đài rồi à, ông nhiều lắm kể không hết. Hình như có dắt Đức Ông đi nữa À, thì Đức Ông nghe dắt Đức Ông đi đi đó là nó là bị hồi đó là Đức Ông không có tin thầy, phải. cô Đức Bà mới tin cúng để bác hai nói con nghe kể có mọi chuyện đó con nghe nói là đích xưa là cái gì đâu bác hai cũng nắm chân có cái nữa là ông không tin có cái chịu cúng cái nữa là cái Đức Ông nói bà cúng chừng nào bà nghĩa là bay về Tây Phương cho tôi nắm vạt áo với rồi Đức Thầy mới nằm trên ngựa mới nghe một thầy nó ngồi dậy ông cả rồi nếu mà ông đi trước bà cả đó rồi ông nắp ai thì ông chết trước ông Đức Bà 6 năm 6 năm Đức Bà nói là sống 6 năm còn ông nói ví dụ như là ông chết trước Đức Bà sống được 6 năm sau nó là Đức Bà sống sao còn ông mất cho nên lúc đó đó của cái ổng người ta bệnh ra đem đợi đó rồi nhớ là ổng nói là muốn làm thầy đó lên núi lên non là làm sắc lệnh ở đây là đem về là ở tù có đám không nói về ổng ép hoài cái Đức Ông đi đi rồi cái bắt đầu cái là ổng nói từ cái khoảng nào đi tới đâu nữa là tới đâu là bao nhiêu tiền đó đi đó ổng dẫn dẫn đi mà thầy thầy ra từ nhỏ tới lớn ở nhà mà chứ đâu có đi đâu ông nói có khoảng đó đi rồi đàng hoàng cái ông ấy kêu bây giờ đi lên đó bây giờ lúc này trời mùa mưa thì mua vỏ xe đó đang đi là trăm trăm đình đông giò đi thì ông đi tới chỗ lên núi thì ông đem theo đâu chục ổ bánh mì chẳng là ăn rồi Đức thầy nó ông cả ông đem gì đó ông nói đem theo bánh mì đang đói ăn ông nói trời ơi lên núi cơm thiếu gì ông cả thôi ông đưa tôi cầm bánh mì cho cầm rồi ông lại ông có cái cây gì ông ăn rồi Đức ông dòm tiếc tiếc rồi nó không đem đi rồi Đức thầy nói ra trời lên non ăn cơm nha có cơm rồi, cơm thiếu gì ông cả nhưng mà lên đây ăn cơm tương nha rồi Đức ông ấy chàng ơi có gì ăn cũng được chứ miễn no bụng thôi lên đi một hồi đổi ra dần rồi đói rồi ông đói rồi cái thầy nói ông cả đói hả ông nói à, vậy thì ông thầy đi lại ông nói đi chút nữa thì có cơm ăn thì đi la đi hoài đi lại đâu có thấy chùa gì đâu có gì đâu ông dẫn vô rừng không mà còn cái đường đó là chư thần dọn đó là mũ máu còn đó là cho đi Đức Ông với nó là thầy đi đó đi cái ông cái tới cái vồ đá đó thì có cái ao nước nhỏ gì nè đầy nhóc ở trên cái thầy lại thì bụng để uống thầy nó không cả là ăn cơm thì ông Đức Ông á ông nói mình đâu có uống nước đó bụng cơm mà sao mà cái kêu có cái thầy nó kêu ông cả kêu ông cơm sao ông không ăn ông lại không thấy nước nó thì ăn cơm đi ông, thôi rồi ông thấy nhiều ông bụng ông uống vô cái nó thơm mùi đó ông nói vậy cái nhãn đó là cái trái giải mà hộp đó cũng không bằng nó ngọt mà nó thơm lạ kỳ ông thấy vậy ông hớp rồi hồi cái nó no no luôn mà khi no đó mình ăn no quá mình phát áp cả ngày không có mà nó khỏe luôn nữa ở đây đi một hồi nữa cái đi tới cái vồ đó cái Đức Thầy nó gần tới rồi thầy Đức Thầy nói ông cả ông thay đồ lớn vô đây mặc đồ lớn vô lận nghĩa là trình cái bắt đầu cái đi chút cái thấy cái ông già ông ngồi đó rồi nghĩa là kêu ổng mặc bận áo dài khăn đóng đó lại cái nói hỏi thầy chỉ cho đó là ai vậy thầy nói thì bây giờ ông lão hỏi ổng đi xong hỏi tôi cái đi lại khoanh tay hỏi cái là xá làm để ổng rồi đặt hỏi hỏi ông là ai nói ông biết tôi là ông Đức Cố Trần Văn Thành hồi đó chống Pháp đó
giờ tôi bây giờ tôi nó là thất trận là phải thưa đó, tôi về cái Tà Lan này tôi tu đó. Rồi bây giờ ông dán ra tu làm hiền lành, cái đời này quý lắm nhau, sau này mình gặp với nhau thì bắt đầu cái đi ra ông cả đi ra. Rồi mới thầy hỏi vậy chứ ông có hỏi ông đó không? Nó có. Hỏi ai? Nói ông Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Thì bắt đầu đi một đổi đời xa cái gần tới rồi cái bắt đầu thầy nói ông cả, ông mặc đồ lớn vô đặng làm lễ. Ông giờ mình thấy cái rừng không đâu có chùa chiền, đâu có chỗ nào ám cốc gì đâu. Rồi ông cũng nghe lại, ông mặc đồ lớn vô thì ông dẫn đi chút cái thấy có cái tảng đá có một vị ngồi đó. Rồi nó thôi ông vô làm lễ ông đó đi. Rồi Đức ông hỏi vậy chứ cái ông đó ai? Rồi thầy cũng trả lời nói chàng ông ăn vô ông hỏi ông đó xong hỏi tôi. Rồi vô và ông làm lễ rồi hỏi ông là ai? Nói ông biết tôi là ai, tôi là ông Nguyễn Trung Trực, hồi đó là Pháp Chặt Đầu đó. Tôi đó ở tại trại Gạch Giá đó. Bây giờ ông thấy ra tôi bây giờ tôi còn ở đây nè. Thôi thôi bây giờ cái thời kỳ đó ông dán dán về ông tu nha ông. Đằng sau này đó để nè mình gặp lại cái thời kỳ này là nó là xưa nay chẳng có đó mấy khi đâu ông ơi. Thời kỳ này là nước Việt Nam mình đại phước ông ơi, dán về tu lập công bộ đức. Bởi vì chừng nào mà ông đi được 6 ngày còn 2 ngày nữa ông đòi về. Đức thầy nói ông cả đi ra 8 ngày mới giải hết quả căn, mà bây giờ ông đòi còn 2 ngày nữa. Ban đầu thì 5 ngày rồi nói cái ông dư được ngày nữa 6 ngày. Rồi tới nghĩa là ông đòi về thì ông Đức thầy nói thôi về ông Đức ông nói bây giờ trả gì với thế trả quả trả gì trả bây giờ đi hết nổi rồi. Thì về tới chân núi rồi ông cái con giò cái giò này chân cái này đạp cái hụng sỏi mà cái cát nó có chút nó mà ông đau 2 tháng ông ghê nó nhau ông nhào. Rồi ông nằm chìm đó ông đi tới đi lui thầy nằm võng là đi tới luôn mà đi tới thầy là ông nó mở miệng không được đi qua đi lại hoài. Rồi thầy nói nằm sao ông đi tới lui hoài vậy? Ông mới mở miệng ra, thầy nó mở miệng nói bà thầy thấy ông Út ta mà ông đau nói là ông lấy và sao thầy ông không cứu ông. Ông thấy như vậy cái ông thầy mới đi múc một ly nước, thầy dòm ở trên xuống từ đầu gối xuống còn ra hốt nước phun cái thầy cái bắt đầu hốt ba hốt phun rồi cái ông tỉnh bơ không có đau ốm vậy cho anh kêu cô Năm đó là cô Năm Biên đó em của thầy đó thầy thứ tư rồi cô Năm Biên này nè là bà Năm đó mình kêu bà Năm nha bà già lớn rồi nó kêu bà Năm dọn cơm ăn xong xuôi rồi ổng cũng tắm rửa ổng hút thuốc này kia xong xuôi rồi thì ổng hút điếu thuốc vừa xong đó là ổng quăng điếu thuốc là nhau nhất nữa. Bởi vì chừng nào mà thầy có để cái câu thi đó, ông nói chừng nào vết nọ liền da chuột kia mãn hạn khỉ vào vườn qua ấy là tài đại của ta, thầy ra cứu tế mới là hiển dịch. Lúc đó là chừng Đức ông mà hết bệnh rồi đó, hết cái giò tử hết đó nè, bị cái quả nhậu ra. Đến khi ông mới đem, ông kêu ông Âm Thiền ra đặt cái bàn rồi mới thỉnh Đức ông, Đức bà chịu lĩnh Đức Ngọc Hoàng mà thầy mới mở đạo. Còn cái vấn đề mà ngủ mà dời qua tới này kia kia bác hai mới nhắc không nhắc đó, nhắc cho nó gọn gọn vậy thôi chứ bác hai nhắc cho nè đó, con thấy hả? Bởi vì sau này Đức ông á ông mới về ông có nghĩa là làm phước bắt cầu bồ lộ này kia chùa chiền hư này kia đó ông sửa là Đức ông là ông có từ. Cũng 2 ngày mà bị bệnh hành 2 tháng. Hai tháng. Gán 2 ngày. Một ngày đó giờ trả quả 1 tháng đó. Yeah. Đi nuôi non đó. Yeah.
Vậy đi thấy đi mấy ngày mệt quá hôi về với cả đi không cả hỏi. Tưởng đâu cả cũng bình thường thôi ha. Cũng như bình thường đâu. Dạ. Lăn lộn mà ôm giò nhức mà chịu không nổi mà ghê. Thầy nói ông năm triệu ông thấy không? Tôi làm hết à, làm cho một hết mà ông thấy không? Ông dám thấy không? Ông thấy là tôi làm cho ông hết kìa. Ông kia tôi dám. Mà phải chịu. Phải chịu. Tội căn phải trả hết rồi mới được. Để coi thầy dắt ông nào đi ta. Đi cũng đi núi nữa. Rồi cái đi ngang cũng đi. Cái tên ông này không nhớ mà nhưng không quên. Của cái cũng đi mà thầy cho biết là cũng cái khe nước đó lội cả ngang hán à. Ông nói ông gì đó. Của cái nghĩa là thầy lội. Của cái cũng có cái cây thầy biết. Cái cây đó là cũng như nó bự cái xúc nằm ngang đó. Và thầy lội. Thầy lội với có cái ông này ông thấy. Thấy như vậy ổng đi trên cây ổng lội. Thầy qua rồi thầy gầy. Thầy nói sao mà tôi lội cho không lội. Nói thầy ơi có cái cây khô đi sướng quá. Thầy gầy thầy nói thầy đi đâu thì cho đi đó. Đó là lạc rồi đó. Ổng về ổng mới suy nghĩ như vậy là lạc. Mình đi chặt rồi. Cái cây khô sướng đi sướng chứ. Sao thầy không dắt mà thầy lội. Thì thầy nói thầy đi đâu trò đi đó. Thầy thử mà. Thử. Để coi cái ông nào nữa đi với thầy. Quên tên tức quá. Bị nhiều tên quá. Của cái nghĩa là nó muốn gặp Phật không muốn gặp. Mà đi lại đó cứ tượng với cứ cọp đó đã xẹt xẹt chân. Ông cứ vô trong cái hang đó là gặp cái Phật Thánh Tiên. Ông nói thầy ơi con không dám vô đâu. Ông nói ông cúi đầu vô thầy xô vô. Ông gục ra thầy vô vô. Ông gục ra ông không chịu vô. Ông sợ. Đến khi sau này về đó. Mấy ông nói đó. Thầy thử là phải ông vô ông gặp các ngài. Ông mới tức. Thầy dẫn mày đi đâu có cho mà cọp ăn đâu mà sợ gà cát điệu hẳn tên vô. Mà ông làm cho thấy nó nhìn cứ tượng đó hay với cọp đó giống cái mà xẹp cái chân như cái rổ vậy. Quán hồn. Sợ. Anh sợ. Thầy kêu mà còn nghi ngờ trời. Bà để vô con đùi ra con dắt vô thầy ơi. Để vậy. Phải đi vô là thấy hết luôn rồi. Bởi vậy trong ruột năm non có các đàn. Vua chúa mình ở trong đó. Các vị Phật Thánh Tiên ở trong đó. Bởi vậy ông nói rừng lâm cây đá thấy ngày nay ruột năm non có các đàn. Núi cấm lệch nửa ngôi ngai vàng. Chừng nào núi cấm quá lầu thì là dân tử đấu đấu thái bình. Trên năm non dòng phụng trúc tư miền bảy núi mà sao phá quý. Lầu đài núi cấm lộ nai mai. Lầu đài lên núi nữa. Thức tỉnh chúng sanh mới trọt hại. Khuyên nhủ nhân tình minh đạo đức. Tu hành mới thấy cảnh phòng lai. Tu này mới thấy con. Còn không tu là tiêu hết. Còn sắc tiêu. Chỉ rõ cho con thấy rõ là mình tu đây là tu trả ơn đất nước nha con. Thấy vậy đó. Cái dù của thầy để dỗ cái người đưa nào mà ở trong cái dù để sau này để mà ra phò vui giúp nước với trợ duyên với thầy. Đây là thầy xuống đây dạy đạo cho con đắc đạo tuy Phật Thánh Thành mà phò vui giúp nước. Bởi vì chung với hiếu ta nên trao chĩa cái ơn. Bởi vì ông kể bốn cái ăn đó. Ăn tổ tiên cho mẹ ăn đất nước cái gì con chưa nắm đâu. Bởi vì dựng nhân hoàng. Nhân là người. Nhân hoàng cũng như nó là vua mà. Cho trạng Á Đông chúng sanh hãy tưởng giống dòng hiệp tam hiệp chí với cột đồng nhà Nam. Phật chỉ dạy quy tam lập hội. Lập cho rồi một cõi thành ba là
Phật thánh tiên đó. Mình sao thì trở về còn sống tiên không, không cho còn phạm tục. Còn nếu ai muốn giải thoát thì xin Chúa mình đó, xin cho tôi tu cái thầy Chúa nhận ấm cái thầy đắc đạo liền, về khỏi Tây Phương liền, về đó tục. Muôn năm chỉ có một lần này, nó có một lần này nha con, chứ không có nhiều lần năm. 10.500 mấy, 70 mấy năm nay mới có lập lại, chứ không phải như không mà lập. Con thấy diệu vợ Đức Phật Thích Ca đời nào không biết, mà mình thấy mới có 2.570 mấy năm, mà con thấy 10.000 năm mới diệu vợ. Bởi vì nó 10.500 cửa nhà đâu con. Không nhắc là người ta nhắc lại héo vô sạch sẽ, cứ đâu luôn đừng rẻ đừng chia cả chia lớn dỗ hoài về trên hoài dưới thận chế lìa chứ phật long qua hội ân cần đó lập lập cho rồi tam thập lục nha, tam thập tam là ba thập là 10 là 36 vị quan còn vui dưới nước lôi âm dục giả tiếng đàn thất sơn dưới lạng là cơn thất sơn đồng lớn chiến trường cướm ghê đó là sau này đó. Con thấy đó là cũng như là các thứ nó tranh giành châu báu đó, quân phiên thông báo xa gần cũng qua tranh phân châu rõ tài ba cùng nhau định dịch mới là thấy thơ khổ lao là sắp đến nơi thế gian bớt miệng kêu ngời khói âm dầu cho có ở xa xăm cũng là dám tới viếng thăm viên trần cái gì đó cho mình đừng kêu cát vậy mà vũa xả này kêu tội dữ lắm cát này kêu thì đến đó mời thỉnh mà ta không động mình mà.